Đây. Xuống à? Rồi đi tắm đi rồi con ngủ thôi. Đâu thôi, mẹ cũng mệt. Bà ơi về quê tắm. Bà ơi. Về quê có khi nào làm thôi. Ba.
Vâng. Rồi, anh rút con bé đi khóa cửa quá. Rút chưa khóa cửa chưa? Có gió không bà? Nhà đúng không? Ờ. G hay là bé Việt? Cái mùi dầu mình vô trong phòng không?
xuống 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 dưới luôn hả? Dễ quá, xuống hầm. Đây là đúng rồi, đúng hầm á. Thank you.